Rồi. Là bài đầu tiên cho cô là bác có bạn đọc đáp án cho cô. What cái gì? What cái gì? What cái gì? What the bird? Ngắm chim. Rồi, ngắm chim này. Câu 2, take cái gì được các bạn? Take. Nay mình làm take gì? À, chụp hình, take photos. Tiếp theo, do cái gì? Do the gardening, làm vườn. Tiếp theo, collect là sưu tập, à sắp xếp. Câu 4, cắm gì? Cắm hoa. Arrange flower, arrange flower. Collect là thu gom cái gì được? Sưu tập cái gì? Stem, stem. Play cái gì Châu? Place the guitar. Rồi, leo trèo là gì? Leo trèo là gì? Climb gì? Climb the mountain, leo núi. Và từ cuối cùng của chúng ta là listen to music, nghe nhạc. Rồi, xuống bài dưới. Em đi kiếm xíu thôi, tí diễn đi. Ủa sao cô không chia được 2 buổi đi, chứ thứ tư em bận rồi. Rồi, girl là âm ơ các bạn. Châu viết sang âm ơ cho cô. Girl, cô gái là âm ơ. Girl. Today là âm ơ, viết vào âm ơ. Today. World, thế giới là âm ơ. World là âm ơ. October là âm ơ. Nhá, October là thuộc về âm ơ. Cái cột đầu tiên đấy. Collect là âm ơ luôn. Collect. Rồi cleaner nhá là âm ờ luôn. Gorilla là âm ờ luôn. Được chưa? Rồi gì nữa? Away cũng là âm ờ luôn. Rồi qua bên kia hurt là âm ờ. Fur là âm ờ. Tiếp theo wonderful là âm ờ. Wonderful. Together ờ luôn. Sang cái từ stir là âm ờ. Rồi gì nữa? Ruler lắm ờ. Ruler lắm ờ. Âm ờ nhiều quá. Ruler lắm ờ này. Barber lắm ờ này. Rồi gì nữa? Và learn lắm gì? Ờ. Rồi xuống bài dưới là bài phát âm. Tìm cái từ mà phát âm khác cho tôi. Permit là âm ờ. Không nghe này. Permit là âm ờ. Summer là âm ờ. First là âm gì? First. Âm ờ hay âm ờ? Ờ. Âm ờ. First. Thì mình ra ớt được chứ. First. The driver là âm ờ. Các bạn khoan được câu C. Ok, hiểu chưa? Chưa. Câu số 2. Person là âm gì? Person, certain, turn, teacher. Teacher. Person, certain, turn là âm ờ. Trong khi teacher là âm ờ. Thì khoan vào teacher. Ờ bao là âm ờ. Ờ bao là âm ờ. Version là âm ờ. Purpose là âm ờ. Và term là âm ờ. Khoan vào about. About. Network. Network làm ơ này. Work làm ơ đó. Again làm ơ này. Search làm ơ này. Church làm ơ. Khoan ở đâu? Again. Against. Birth làm ơ. Journey. Prefer. Giống ơ hết nhá. However làm ơ. Khoan vào. However. Khoan vào however. Under làm ơ nhá. À, under. Under. Firm. Different. Different. Little, con là little. Tiếp theo. Dirty, làm ơ. Dirty, rather, dancer, order. Sai rồi. Rather, dancer và order là chữ R, là chữ ơ. Dirty, làm ơ. Con là dirty. Dirty là cái nào? Câu A. Câu A đấy. Rồi, perhaps. Perhaps. Power ever nhá. Perhaps power ever lắm ở. Early khoan ở đâu? Ờ khoan vào early. Rồi ok, xuống bài dưới. Bài dưới là gì? Bài dưới bỏ qua sang bài tiếp theo. Thêm từ vào. Go go shopping. Còn có câu gì nữa? Viết cho cô vài cái nào. Model. Sao lại go model? Go camping, go swimming, go fishing, go skating. Rất nhiều cái go, viết vô nhá. Ủa cái gì? Go. Rồi cô có go shopping, go gì nữa nói? Go shopping, go go camping. Go swimming, go skating. Go skating. Go gì nữa? Go swimming. Go skiing. Go gì? Cái câu cá là gì? Go fishing, vân vân và mây mây. Qua bài số 2, qua từ play, play game. Play game, play gì nữa? Play gì nữa đó cô nghe? Chơi thể thao. Play badminton. À badminton gì nữa? Play football. Football, vân vân, mây mây. Watch, xem TV, xem gì nữa? Watch the bird.
ngắm chim, the bird, gì nữa, ngắm hoa. Hoa là gì? Flower. Rồi xem gì nữa? Watch a film. Watch a movie. Rồi. Tiếp theo, listen to music. Rồi listen to gì? Radio. Do, nào do homework, do gì nữa? Làm việc nhà. Làm việc nhà là housework. Không. Chung bảo. Do housework. Do gì nữa con? Gardening. Morning exercise. Morning exercise. Gì nữa? Do judo. Đúng rồi, gì nữa? Karate. Võ thuật, hồi lớp 6 học rồi, võ thuật là gì? Muscle gì? Muscle gì? Muscle art, very good. Rồi, read là đọc, đọc gì? Đọc sách. Novel. Đọc tiểu thuyết, đọc gì nữa? Đọc báo là gì? Newspaper. Đọc báo, ghi vào newspaper đó. Newspaper, cô nói nhà bọn tôi bố mẹ hai đứa này. Đây. Rồi, hai đứa sống với bố mẹ. Đi học bằng hoàng nhà trước. Viết vào. Rồi, đọc báo, đọc tạp chí. Đọc gì vậy? Đọc biên trang. Viết vào. Đọc báo, đọc tạp chí. Đọc truyện. Đọc story. Rồi, sang cái thực collect, sưu tập. Có sưu tập gì? Sưu tập model. Sưu tập đôn nè. Tiền xu này. Đôn. Búp bê này. Sách này. Tem này. Tem này. Rồi, ok, tem nói rồi. Lá cây cũng là sưu tập luôn. Chai lọ có người sưu tập. Rồi chai lọ cũng là sưu tập. Tiền kìa. Rồi check. Check gì? Được. Check a shower. Check a shower. Check a body. Rồi đúng rồi. Đi cắt treo. Ha. Check a bus. Check a taxi. Ok chưa? Rồi make a cake, làm bánh này, làm gì nữa, làm mô hình là gì? Model. Make model. Làm gì nữa? Làm bánh, làm mô hình. Làm cái gì nữa ha? Làm game. Làm game. Rồi, xuống bài dưới, rồi. Làm gốm, pottery. Pottery. Pottery, làm gốm. Ghi vào. Rồi là viết, viết gì? Viết thư, viết email, viết truyện. Rồi, viết này, rồi là viết nhá. Mình có viết gì? Thì... Letter là viết một lá thư, một cái email điện tử. Text messenger, viết tin nhắn. Viết truyện. Viết sách. Ok, viết nào? Viết bài luận. Có rất nhiều. Làm như cô không? Muốn. Ok. Quay này. Biết thật đâu cô. Bây giờ mình có những cái môn võ nhất thì mình học thể dục chúng ta phải bỏ đây ha. Du nhìn là gì? Du tập nè. Du tập nè. Du tập nè. Đúng rồi. Làm như cô không đúng chưa? Nhưng mà đằng sau những cái động từ này, like, love, enjoy, ba phải cộng với động từ thông minh. Đằng sau like là cộng lớp, đằng sau enjoy là cộng đi cái chữ chết là ghét, con phải cộng động từ thông minh. Mấy cái này sau này cũng gọi là động từ chỉ yêu thích like verb, like verb, verb hoặc like verb. Động từ chỉ yêu thích. Bây giờ bài này viết thành công rồi cô. Đây ví dụ hai đứa này là hai người nó phải đây, bọn họ thích là mô hình đúng không? Đây là nét hình bóng đồ, cái mặt này là không thích, anh ấy không thích tập võ judo thì anh ta ghét nó sẽ hay. Anh ta ghét doing judo, đúng không? Rồi câu này viết hết cho cô vào đây cô kiểm tra. Rồi. Sao của cô bài tiếp theo cô? Xuống bài dưới nha. Ok.
cô. Bài dưới là con đọc cái từ đó, nó viết đây, con sẽ điền cái hobby vào cho cô. Cái câu đầu tiên là hobby gì? Cái bạn gạch chân garden thì nó sẽ là hobby gì? Hobby gì đây? Hobby garden. Garden gì? Hobby nó phải có in. Viết vào gardening. Viết gardening vào. Cái số 2 là hobby gì hai đứa? Cái số 2 hobby watching bird là sao cô? Watching bird hả? Con sẽ ghi là bird watching cho cô. Oh, what the? Bird watching, ngắm chim. Đây, ghi thế này. Ngắm chim, kể chim. Bird watching. Câu tiếp theo, gạch chân cho cô từ clay là đất sét. Đất sét. Pot là cái nồi, dish là tô chén, vases là bình hoa. Mà dùng đất sét để làm. Cái này là cái gì? Hobby gì? Hobby đâu? Có cắt điện thoại đi thôi. Làm gốm, làm gốm, làm gốm. Đọc. Châu, lo mà học với nhớ cái điện thoại nhé. Pottery, pottery, pottery. Making gì? Making pottery. Ghi vào. Making pottery. Making pottery. Rồi, câu tiếp theo là making là làm gì? Nói tôi nghe, nó có keyword đó. Cái này phải để chị Châu nhìn đi Châu. Nhìn một lượt là biết sưu tập gì rồi. Sưu tập stem. Viết vào là gì? Collecting stem. Viết vào. Tiếp theo. Gạch chân food. Gạch chân food. Gạch chân food đi. Food hả? Food là đồ ăn. Đồ ăn là cookie. Rồi viết vào. Sao hai cái đứa này học cũng động não dễ vậy? Ủa em không có liên động não mà. Rồi câu dưới, không nói được là ăn đòn. Climbing the mountain. Climbing the mountain hoặc là mountain climbing đều được nhá. Đều hai cách nói. Mountain gạch nối climbing. Milo mày cắn cái thùng nó của tao vậy, tao cho mày một chậu bây giờ. Cho luôn, nó nhiều. Milo kiểu vậy á. Cắn lùng cái thùng luôn mà. Thùng sách mà giờ giặt dẹo luôn rồi. Còn cào bới xi măng lên nữa. Rồi các bạn xuống bài dưới, cho những cái động từ đấy và điền vô cho cô và nhớ chia thì nha.